Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Tin Tức Tinh Túy. Kính thưa quý vị và các bạn, tối qua ngày 12 tháng 8 thì nữ giảng viên xinh đẹp Âu Hà My đã chia sẻ lại một đoạn clip tố chồng mình ngoại tình, cũng như là đối xử tệ bạc đối với anh chị em, gia đình nhà chồng, đối xử tệ bạc đối với nhân viên cũng như là đồng nghiệp. Vậy xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi video này của chúng tôi để chúng ta cùng nhau tìm hiểu rõ ràng hơn và chi tiết hơn quý vị nhé. Quý vị ơi, đừng ngại ngần cho chúng tôi một like, ấn chia sẻ video, ấn đăng ký và bấm chuông để ủng hộ cho kênh, đồng thời để nhận được thông báo khi kênh ra những video về tin tức mới nhất, nóng hổi và chính xác nhất được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để gửi tới quý vị và các bạn. Vâng ạ, và không để mất thời gian của quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu quý vị nhé. Thưa quý vị và các bạn, Trọng Hưng và Âu Hà My đã chia sẻ nhiều câu chuyện khó khăn, éo le trong cuộc hôn nhân của mình. Nữ giảng viên Đại học Ngoại ngữ Âu Hà My là cái tên không còn quá xa lạ đối với mọi người. Đám cưới hoành tráng của cô và bạn trai Nguyễn Trọng Hưng cũng là đạo diễn, diễn viên ở Hà Nội. Cách đây gần một năm cũng từng gây xôn xao và sốt mạng xã hội. Hậu đám cưới, Âu Hà My thường chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn như ngôn tình cùng với chồng khiến nhiều người rất ngưỡng mộ. Và mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình, nữ giảng viên bất ngờ thông báo về việc chia tay chồng sau 11 tháng kết hôn. Em thật sự chưa bao giờ nghĩ sẽ phải phơi bày mọi thứ trên mạng xã hội. Nhưng tất cả những gì anh đối xử với em và gia đình của em, mọi thứ đã quá sức tệ bạc với một người vợ. Trong một bài viết dài, Âu Hà My đã chia sẻ rất nhiều hình ảnh cũng như một đoạn clip, chia sẻ lại nhiều câu chuyện éo le đau khổ của cô gặp phải trong khoảng thời gian vừa qua. Bố mất, sảy thai, chồng bỏ mặc ở bệnh viện, v.v. Theo bài đăng của Âu Hà My, khi Nguyễn Trọng Hưng, chồng của cô gặp khó khăn, bị vỡ nợ, phải giải thể công ty, cô và mẹ đẻ mình đã luôn ở bên để động viên, cũng như giúp đỡ anh vượt qua sóng gió. Tuy nhiên, điều mà cô nhận được từ chồng lại hoàn toàn trái ngược. Lúc cô bị sảy thai, gọi điện cho chồng nhưng anh không nghe máy. Kết quả, Âu Hà My đã phải gọi cho bạn thân của mình tới giúp. Đến thời điểm hiện tại, bài đăng dài của Âu Hà My vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều người thể hiện sự đồng cảm và mong cô sớm vượt qua chuyện này. Và đây trên màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn, đó là nhan sắc của kẻ thứ ba giữa chuyện tình của giảng viên Âu Hà My và chồng của mình. Câu chuyện nam diễn viên Trọng Hưng được cho là ngoại tình theo thông tin từ vợ trẻ Âu Hà My đang tố gây xôn xao mạng xã hội. Chân dung Tuesday khiến ai cũng phải tò mò phải không ạ? Vào tối ngày 12 tháng 8, Âu Hà My gây xôn xao dư luận khi công khai loạt bằng chứng tố chồng ngoại tình khi mà cả hai vẫn là vợ chồng hợp pháp. Trong một đoạn clip dài, Âu Hà My cho biết lấy nhau về chưa được một tháng thì Trọng Hưng phá sản. Trong lúc khó khăn, chính gia đình cô đã là người cứu mang, chu cấp cho anh mọi thứ. Nhưng đổi lại, những gì mà cô và mẹ cô nhận được chỉ là sự phản bội. Khi mẹ Hà My ngất phải nằm viện, anh không một lời hỏi thăm. Đặc biệt trong những ngày nữ giảng viên bị sảy thai, chồng trẻ cũng không bên cạnh vợ mà lại chọn đi vui vẻ bên một người khác. Khẳng định đã biết mọi chuyện từ rất lâu, nhưng mãi tối qua khi đã thu thập đầy đủ các tang chứng và vật chứng, Âu Hà My mới quyết định công khai chuyện này. Thưa quý vị và các bạn, ở một diễn biến khác, cư dân mạng cũng nhanh chóng tìm ra Facebook của kẻ thứ ba khiến chồng trẻ bỏ bê vợ sảy thai nằm viện một mình. Tuesday có tên Facebook là Trang, sống tại thành phố Hà Nội. Tuy nhiên hiện tại tài khoản này đã bị khóa bởi chủ nhân của nó. Hành động của Trang được cho là để tránh những lời đàm tiếu từ dư luận. Và đây trên màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn là khoảnh khắc hạnh phúc của Âu Hà My và Trọng Hưng. Âu Hà My sinh năm 1994, là nữ giảng viên ngôn ngữ tại Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Không chỉ xinh đẹp, cô nàng còn gây chú ý bởi vóc dáng và thân hình nóng bỏng đồng hồ cát đáng ước mơ. Vào cuối năm 2018, nữ giảng viên này gây chú ý khi hủy hôn với cơ phó diễn viên nhí từng một thời đình đám là Hà Duy. Sau một cuộc tình đầy sóng gió này, cô nàng bén duyên với nam doanh nhân trẻ tuổi, đẹp trai tên là Nguyễn Trọng Hưng. Trước đây, Trọng Hưng từng gửi tới vợ của mình những lời đường mật khi cô đồng ý kết hôn mà khiến ai nghe thấy cũng phải tan chảy. Cuối cùng cô ấy cũng đã đồng ý, anh muốn đem cả thế giới này tặng cho em, người con gái anh yêu, anh thương. Ước mơ của anh là quỳ gối dưới chân tháp Eiffel để cầu hôn người con gái của cuộc đời anh. Thật ra anh chỉ dám mơ thôi, không nghĩ rằng anh có thể làm được điều đó cho đến khi gặp em. Cuộc sống thật là hối hả và có những điều người ta gọi là định mệnh. Gặp em và yêu em là định mệnh của cuộc đời anh. Anh sẽ nhớ mãi giây phút này lúc em bật khóc vì hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua bao khó khăn và sẽ mãi hạnh phúc vợ yêu của anh nhé. Vâng, những lời rất là môi mép của Nguyễn Trọng Hưng.
Nguyễn Trọng Hưng sinh năm 1993, từng tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Trong thời gian theo học tại đây, Trọng Hưng gây ấn tượng bởi ngoại hình đẹp trai và có thành tích học tập xuất sắc, giành được học bổng của trường. Thưa quý vị, chúng tôi phải nói rằng thật đáng tiếc, đáng buồn cho Nguyễn Trọng Hưng khi mà anh có một người vợ vừa xinh đẹp, giỏi giang như thế này mà lại ngoại tình, phải không ạ? Vâng, và câu nói hồng nhan bạc phận có lẽ rất ứng với Âu Hà My khi mà cô vừa tránh vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa, vừa tránh Duy Alex thì lại gặp ngay Nguyễn Trọng Hưng. Nhìn những hình ảnh vui vẻ, hạnh phúc, cười tươi của Hà My như thế này, chúng ta đâu ngờ rằng cặp đôi có chuyện tình đẹp như mơ với những màn tặng quà đầy lãng mạn. Tưởng Hà My và Trọng Hưng đã có một cái kết viên mãn sau khi tổ chức đám cưới siêu to khổng lồ với cả một lâu đài lung linh huyền ảo như vậy, nhưng hóa ra lại là không. Âu Hà My cho biết mình luôn một lòng chung thủy, yêu thương và tin tưởng chồng. Cô cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ phải phơi bày mọi thứ lên mạng xã hội, nhưng người chồng quá tệ bạc nên buộc lòng phải lên tiếng. Theo đó, chồng của nữ giảng viên có qua lại với một cô gái tên Trang và hiện đang ở khách sạn. Âu Hà My cũng đã chụp được nhiều hình ảnh để làm bằng chứng. Cô còn tới tận khách sạn để gặp chồng và nhân tình, nhưng cô không đánh ghen mà nhẹ nhàng giải quyết theo một cách rất văn minh và là người có học thức. Hai người họ đã nhiều lần qua lại, gặp gỡ, dù Âu Hà My và chồng vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa. Giây phút em biết hết tất cả và bị sảy thai, người em không còn một sức đứng vững nào nữa vì mất máu nhiều. Mẹ em ngất tại bệnh viện phụ sản, anh bỏ mặc hai mẹ con em ở bệnh viện một mình và ra đi không một chút tình nghĩa. Lúc đó em đã rõ anh không xứng đáng là một người chồng, một người cha, một người con rể, không xứng đáng với tình cảm chân thành của cả gia đình em. Mọi lời xin lỗi đến giờ phút này đều là vô nghĩa muộn màng. Trong đoạn clip, Âu Hà My tới tận khách sạn để gặp chồng và nhân tình. Cô có nói rất nhiều lời bóc mẽ Nguyễn Trọng Hưng, quỵt tiền của đối tác, sống có lỗi với nhân viên, lừa bạn bè, anh em, tới mức mà cả người anh em kết nghĩa cũng không thể chịu nổi. Khi bố em vừa mất, em gần như mất đi tất cả. Cùng lúc anh vỡ nợ giải thể công ty, mẹ con em đã động viên và giúp đỡ anh vượt qua những tháng ngày sóng gió, để đổi lại là một sự lừa dối đến ngoạn mục. Anh không bao giờ tìm được một người mẹ vợ nào và một người vợ thứ hai như thế này đâu. Anh mất vợ, anh mất con, anh mất cả gia đình vợ cùng bao nhiêu người anh chị yêu quý và tin tưởng anh rồi. Em chúc anh hạnh phúc và mong anh hãy sống thật tốt với chính bản thân mình. Đừng phông bạt với gia đình, bạn bè và đối tác của anh nữa. Đến người đầu ấp tay gối của anh còn có thể đối xử tàn nhẫn như vậy. Thì em không bất ngờ vì những việc làm tồi tệ trong công việc của anh và các đối tác và những nhân viên xương máu của anh giúp anh gây dựng công ty để có được như ngày hôm nay. Cuộc đời sẽ trả lời cho anh tất cả. Thưa quý vị và các bạn, những lời chia sẻ của nữ giảng viên xinh đẹp khiến ai nấy vô cùng sừng sốt và cực kỳ là sốc nặng, bởi vì cô và chồng vốn được xem như một cặp ngôn tình trong đời thực. Đa phần cư dân mạng đều tỏ ra khá là đồng cảm cho nữ giảng viên xinh đẹp, đồng thời bức xúc vì sự phản bội của người chồng từng được xem là quốc dân.